Cũng chói mắt thế. Đó, cái nhìn cái không gian giống như là tiệm chụp hình cho trẻ em. Đó, chụp hình mùa lễ. Cái khu nè, cái phong màn nè, không nền. Xin chào mọi người, chào mừng đến với kênh của mình, chào mừng các bạn quay lại kênh của mình. Hôm nay mình đi Manchester Mall gần nhà mình. Đây là cảnh đó, cảnh Manchester Mall không không đông lắm như là Fashion Fair, nhưng mà ở đây khá là yên tĩnh, dễ. Đó, chỗ này tiệm này đóng cửa rồi nha. Đó, bên kia là mấy bảo vệ không nói chuyện. Bảo vệ ở đây có bảo vệ anh. Đó, ở đây là một tiệm bán đồ chơi. Đó là một tiệm bán đồ chơi, còn bên này là tiệm vàng. Nó tiệm vàng nè, giờ lời đây, giờ đọc lấy quên. Có một tiệm bán áo quần đồ cưới, đồng phục đồ cưới, đồ vest đồ cưới nè, áo cưới nè, đẹp không? 50% off nha. Đó, chùi lộng lẫy. Đây là một tiệm bán tiệm Ricket. Ricket là bán điện thoại, hãng điện thoại. Đây là giày dép, dép guốc nguyên một màu hồng. Đó, đây là đường đi xuống, có cái đường này dành cho mấy người mà khuyết tật đó, đi xe lăn xe gì đó. Đường này, đường cầu thang là dành cho người, đường nâng cấp, bậc nâng cấp là dành cho người bình thường. Ú, ở đây có nhạc, ở đây có nhạc kỳ quá, không được, không ổn, không ổn. Có pro lên coi, nhạc nó xỉu đó rồi. Bây giờ đi một ngồi. Ok, cái tiệm này là tiệm gì mà rộng quá trời, không biết tiệm gì luôn. Có thú thú bông nữa, thú nhồi bông nữa. Áo quần nè, đằng sau đó không phải nó để gì hết, hình như tiệm chụp hình đó nè. Đó làm mắt đó. Ôi giời, ôi giời ơi, là ôi giời ơi. Cái này đó rồi, chào mừng quay lại trở lại với cái mình, nãy bị trục trặc chút xíu. Đang quay mà bị ngắt ngang người đó à. Nè, trên lầu nè, có trên lầu nó phía trên tầng lầu, bên trên tầng lầu. Cái này là eyebrow làm à. Còn đây là trạm an ninh, security.
Trạm an ninh bảo vệ, an ninh trạm. Rồi phía trước sợ rồi, chưa kịp ăn chưa kịp uống nữa, mua đồ vô đây ăn. Mình nãy chưa nó bắt đầu nó trang trí kia, trang trí mấy trái thông nè, mấy trái trâu chứ Noel đó. Khu này là không biết làm gì á, vẽ áo vẽ quần này, chụp hình computer lên máy móc vẽ hoạt hình vẽ đồ lên áo quần rồi.